Trước ăn làm động tác này, chấm dứt đầy hơi chướng bụng trào ngược hiệu quả. Đó là động tác trong cái phép bát đận cẩm. Chúng ta đan hai bàn tay của chúng ta vào nhau, chúng ta hít vào thật sâu thì chúng ta giơ lên, ưỡn cái người lên, rồi chúng ta thở ra, chúng ta từ từ hạ tay xuống. Làm như thế này từ 6 đến 8 lần thôi. Sau đó thì chúng ta vỗ vào kinh tam tiêu của chúng ta. Chúng ta để tay thẳng ra như này, chúng ta vỗ trên tay xuống. Vỗ như thế này mỗi bên 18 lần thì sẽ giúp cho cái kinh tam tiêu của chúng ta là lưu thông, và từ đấy giúp dẫn đến là chúng ta đỡ bị nghẹn ở cổ, cái đờm dãi dần dần được bài trừ ra ngoài, dần dần cái trào ngược của chúng ta được ổn định. Rất là nhiều bệnh nhân được bác sĩ Hải chia sẻ theo cách này và dùng thêm thuốc nữa thì cái bệnh dạ dày trào ngược gần như là ổn định, không còn bị quay lại nữa. Ai bị dạ dày trào ngược, ai bị chướng bụng đầy hơi, khó tiêu thì hãy thử ngay cách vừa đơn giản vừa hiệu quả này. Và đừng quên theo dõi kênh Tiến sĩ Bác sĩ Trần Hoàng Hải để biết thêm nhiều thông tin bổ ích về sức khỏe của bạn.